thương anh. À. Ủa nhà tê đi 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 chạy đi chạy đi Ủa nhà đi
đứng ra đã đi khổ ra vượt khó khăn.
Đó. Rồi ra không? Mẹ ơi, ôi, 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 ôi,
cảm. Cảm ơn mẹ chị, cảm ơn mẹ chị. Đừng con mèo. Lông tỏ nữa. Úi giời ơi. Mèo. Quá hả anh. Mèo quá hả anh. Hay nhờ, hay con mèo cậu vô nhà đi, cậu vô nhà đi, đi vô nhà đi, đi đi, đi đi vô nhà đi. Đấy, cái cổ, cổ. Cái răng đó nhờ. Hả? Em trong mà em cứ đổ nằm một chỗ nơi chứ. Nằm như chứ nó. Đi nhà đi. Vô nhà đi. Đi vô nhà.
Viện đi quân, bên đấy là viện phát táo này rồi đốt, ta, ôm đốt này nước chấm nhả đây, có tài bữa khác gì, mau lên, ô trời. Đốt 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 đốt. Em đi mua mà em cứ đòi đi không. Em ghê lắm nữa.
chờ chia con đi qua trước bể bể mưa. Gì hả? Gì chăng?
Con này trần vẫn chặt.
Mẹ lại bừng bình bình bình. Ra đi. Ông Hải qua nhà ăn không? Hải đâu? Ê ui. Ê ui. Không tao, không tao. Thôi,
một chút cô hết. Lên đi. Nè đây. Ô đây. Ô đây biểu này. Mơ. Nằm xuống. Im có mà trời nó ra cái đồ chi trời ơi nó kinh. Lên đi về nhà đi cút về đi đẩy uýt ăn cắm đi tràn đẩy uý uý vào đây vào ngay vào nhà. Ui, vào nhà mau.
Vâng. Nũng nặng nùng nặng từ cảnh đây lại đây chín rồng rồng không đẹp màu cắm gì Go.
Lên đây, ăn cái nhà đi. Mày biết là nó cắm cái chằm. Đi, đi. Viền, đi viền cắm.
lên đây. Wow.
Thank you.
cứ liền lộn lại quay lại. Tôi quay cái mặt mà cạo quay lên ra ngủ. Ở đây ngủ. À đây mẹ này cháu ngoan bắt hồ. Tôi mấy cơm mà đang coi nhà ấy, nhà bà Thu này. Quay, quay lên đây. Vậy. Thôi bên đó. Kênh. Hả? Từ nhà mua màn rồi. Vẫn hiền à? Ai màn? Chứ anh mua có muốn màn không?
Nhưng mà đà, có bầu cử đành bầu cử nhà mua không? Mà nay ít người đây. Mặn thì có biết mặn ra. Cái này đấy. Trời chết một tàu cũng vậy đó. Được đỡ. Em đang có mùi. Mùi rồi một tàu lên. Quên. Đang lên đấy. Ngồi con mày kêu kêu mãi chả thấy chúa cắm mấy ông hải mùa. Chân mùa. Sáng ngồi ở ngõ tôi về. Cái đằng sắn nó lại lình bình bình bình. Nó mới chặn ra đây. Ra được đến đời thì thôi. Mẹ rớt một rước. Không mặn phải chịu chứ. Trả. Nhưng mà có như nãy của người ghế mua là bả mồm. Ừ. Chờ viên lại đem ra. Ừ. Ta mất ở ngoài trong ngoài đi rất là răng. Chúa quần á. Cứ tầm nữa là nó ốm. Tim mà hắn không ăn là phải tách mồm hắn ra. Đũa cháo với trứng bữa cái chi ngon mà cho nó ăn. Tim cũng phải cho ăn cách mồm đấy. Rứa phải tim nữa đi. Tim nữa đi. Cái loại là cứ tầm nữa là nó ốm. Tôi bảo trước con chúa điên nhà tôi mà hắn không thấy hiện tượng ốm, sao ăn tún ăn mà sao mà cho tôi. Chỉ thấy là hắn ăn con gà chết nhà mua đằng sau rất là tranh chắc. Thế là thấy đi tún quân không ăn. Hắn vẫn ăn tún bình thường nên là không tìm là rứa. Rưới góc chín mà không nói mà ăn này. Bà Thu. Lại đừng chia viền em mèo. 4:18 rồi. 18. Chín mà người để đốt các bạn ba giờ mà lại quay 5 nay có đi chùa không?
thấy mà tôi quay đây mà có thấy mà. Ăn đứa giờ cái chi tim mà đổ cháo đến ăn khuổi đó. Còn mấy con nữa Hiếm Thu, mấy con nữa bán hết rồi à? Nhà bà Thương bán 250 con nữa. Ừ. Hai Thảo ở nhà đó cũng lớn lớn. Mà Thương bán 250. Mà Thương bán cho nhà ông cái ông lộ bướn. Ông Tím bán đôi. Chặt chi? Mê rồi. Cái lò to như cái trời nó đang đốt nó ăn không? Đúng không? Tốn con to rồi con nhỏ lại lên chờ người ta chưa có mua lá chuối chờ rẻ. Là mua về là cái chuối lá. Lá gì có lá rách. Rách cái này chở nặng mua bữa quán đi đẩy thì cái chuối còn bán. Hết lá rồi rách hết rồi. Rách. Cái chuối tôi bán được 540. Cái chuối đó. Ừ. Có quà bán này nó hơn trăm, hơn những lá rách. Được 540 với bán táo nữa nè, được 680. Đó, gần tết. Bán với bán rưỡi cho bán được 25 với 20 với 15 nghìn ít đi ăn trừ. Bữa qua bán 7 nghìn đi ra rách. Bữa bán cho 7 nghìn đi ra rách á. Rách hết còn mấy tàu còn lại đó. Bán được hôm nay là gần Tết đừng có bán. Tôi mà chút muốn ăn trộm mất con màu vàng thôi còn. Bằng tua không? Đây cũng nhà thím à? Màu vàng nhà thím à? À tôi mới màu vàng nhà tôi mất từ bữa trung năm thế. Tôi vàng vàng hẳn con mèo được. Đứa tôi cần 2,7 rồi. Mất cái gì nhà bà mà nó đánh chết đi chi? Không ăn thịt à? Cái bắt chuột cứ nuôi cùng không.
Lắp đi. Chắc có lẽ ăn phải thuốc. Hắn mà đánh được có mà hắn vô nổ nhà và. Chẳng qua là hắn bị thủng thuốc chuột. Chỉ rồi ăn phải cái chi mồi gì đó rồi nó chết thôi chứ còn nói chuyện. Đánh mà hắn để đứa chùa mà chết rồi. Thế thì hắn một cô kiêng hòm. Mà đánh chết quá rồi, không có đang kiêng. Mình chi mình kiêng quá, phải người ta thì buôn bán thì mình đã kiêng. Có loại loại mồm hầm, nó có một trớ, nó ăn được hết. Mình mú là vô chuẩn bị thì thấy tháng. Chuẩn bị thấy tháng là hay bị đau mú. Và tôi có hai đứa tôi bị mà hai đứa thôi. Nếu mà bị thôi thì thôi. Cái bình răng kiếm khám cô ơi. Sâu hết chặt ra cái lùn. Bà ngoại của tôi trồng túi thì hắn sâu hết rồi trồng lại trong túi lùn. Trồng túi lùn chen vô. Nó cứ ngày lần bà tưới cái nước khô gà. Bà ngoại tôi. Hết khóa mà không được nghỉ. Năm 2023. Đang nói hiền hiền mặn lần đi nữa. Hiền mặc được cái chứ. Mặn được cái lỗ mà được người ta thôi. Không mặn ta thôi mà ta cứ bắt mặn. Thôi. Thân nuôi lượng nó mặn không muốn mặn nó trả. Chẳng có mấy bà đi hộ mà ai cũng cứ hân. Mặt trận yếp hộ đi hộ đá mặt trận yếp. Mặt trận phải mặn. Hắn là không muốn mặn. Mặn dần tháng đường triệu mấy. Mặt trận triệu nó 2 triệu mấy. Mặn nó mà nhiều cái nuôi nõn ấy kia mà trước hùng răng cử cũng hùng nó mặn chưa. Thằng này rứ.